Hello anh em. Coi coi bộ đồ nghề của mấy anh em Ngon, bắt nè. nó lại, cho nó lại. Hay mình đi cái gì là anh Cho em nó biết lại. cái gì. Có một con nó nhấp dính hồi nào Thanh? Được, lưỡi câu móng heo đẹp ha. Địa điểm của mình đây anh em ơi. Mùa này là đồng khô cỏ cháy. Cái này là kiểu như đê à. Còn nước mà ruộng là khô queo hết. Bọt mai có cá nó rọt về đây. Bên đây cái nè. Ba cái đất này phèn phèn chứ trồng dừa cũng tốt quá anh em ha. Nè dừa này lên xanh hết trên này. Anh em nhớ cần thủ nhí nè. Bữa mấy anh em xảy cá bự đằng chuốt. Tới nay mới đi nhấp lần nữa. Còn sớm quá, phải chiều chiều chút nữa nó dạng ăn. Chín hay gì? Trời ơi, lớn vậy mà nó cũng sụp nòng nữa trời. Trời ơi ông nội ơi, thả lại đi. Ủa có bảy ông rồng rồi Khánh. Rồng đó phải không? Khôn dữ ta. Được rồi, im ơi. Có tin nhắn, có tin nhắn. Chị kiếm ăn rồi này mà. Tính ra lưỡi câu này cũng nhạy chứ. Cá mày lớn tháp sụp nằm vậy thôi chứ. Anh cá kia chỗ đấy. Anh cá kia có anh tí. Cá lan. Cá hồng rồng đâu mà nhỏ dữ vậy.
nó nữa Khánh ơi, hay quá Khánh ơi. Dính luôn, bị lớn cũng dính luôn. Cỡ đó nướng được rồi, bằng củ khoai này nướng được rồi. Ưng à, lưỡi câu này ưng à. Rồi ông đi vô đây luôn. Kéo vô ngâm ngay chỗ đó một chút thì nó ụp không. Nó mà nó lên tìm một cái hụn cái được đã nha. Chịu thua bài đồng rồng đó rồi, không ăn. Kéo cái đường nó ngon. Ôi bay luôn, hay quá. Con này sao nó ốm vậy Khánh, thiếu ăn hay gì ốm gòm à? Khánh nãy giờ đứng đây không dính mà để anh hai qua dính vậy mà. Chia luôn trời, thấy gì? Con này ngon nè, bắn quay không kịp luôn anh em. Câu lại khúc kia, câu lại khúc dính cá nãy. Lý quá. Khánh bữa ấu ui đó á đu đâu vậy cái này em ra chiêu độc không hết anh ơi, bự hơn cái năng nó chồng bự hơn con bỏ rồi con đầu con tăng má đào chơi thôi. Lên luôn, lên luôn. Má đào luôn. Đơn giản, hay đâu mà dính cá nhiều. Dính cá này cho dính con cá bự được rồi. Má nhiều quá. Cá bự thôi được rồi. Cỡ 3 cũng 400 gram ha. À. Mập ha. Mập. Để tùy. Thả cho con dưới cái em cho nó có gì hấp dẫn vậy.
Dính cục cơm luôn. Đổi tay này nãy chê người ta nhấp dở nè, đâu nhấp chín cá bự thôi rồi. Cái dừa đó làm như nó hai mộng luôn hay gì vậy ta? Chứ ai trồng cây lớn cây nhỏ sát bên vậy? Ồ này anh em coi ruộng khô nứt nẻ luôn. Đây có ông anh nào không? Làm bẫy cò gì đây nữa. Bẫy cò. Làm cò giả rồi đã không? Cưng bẫy nhỏ đâu mất rồi. Nước nó cạn sắt xuống. Cá anh em coi nó cạn rồi. Khô hết nước luôn. Nãy khả năng xảy ra đó. Đi. Kiếm cá bự đây. Đất phèn với trồng cây cũng tốt ác anh em ạ, ổi. Mùa này thiếu nước. Cũng còn xanh lét. Ở quê tính ra cũng dễ kiếm ăn ha. Đấy, vậy như đó cũng cả ký rồi. Cái nành nó vô nó thả diều luôn.
Kiếm con nữa rồi. Đúng ra chiều chiều thì nó ăn sung mới đúng nha. Rồi, bánh con nhái luôn rồi Khánh. Chuột mất tiêu nhái luôn rồi. Rồi xong. Rồi, tiêu rồi, con nhái cuối cùng tiêu luôn rồi. Hết mồi luôn rồi. Hết mồi luôn rồi anh em ơi. Này cho anh em coi thành quả nè. Được đâu năm số con gì hả? Mấy con. Gì đó ăn luôn này thôi. Hai bốn sáu. Chung là chịu cực đi chút xíu vậy là bữa ăn gia đình hay bốn người ăn ngọt sớt rồi anh em. Con nào cũng lấy đi thui. Có con của anh Khánh là bự nhất. Chỉ là xong một buổi chiều. Dắt cần về thôi. Bye bye anh em.